Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu một bức tranh, đó là con bọ đất. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn nha. Xin chào bạn nha, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con sâu đỏ. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn nha. Các bạn, như vậy là con bọ cạp đất mình đã tô màu xong một video rồi. Vậy là video kết thúc của nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn, như vậy là mình đã tô màu xong con sâu đỏ. Nên các bạn thấy video của mình đẹp và hay thì hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.